Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Trung Quốc. Ngày 10 tháng 7 tại thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn đã chào xã giao đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, hội đàm với đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại các cuộc hội đàm hội kiến, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực mới trong quan hệ hai Đảng hai nước Việt Nam Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam là nhằm thực hiện nhận thức chung cấp cao và tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc năm 2022, là sự tiếp nối các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa hai đảng, hai nước. Về phần mình, đồng chí Thái Kỳ đánh giá cao và chúc mừng những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội và những bước phát triển lớn về mặt lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhấn mạnh quan hệ giữa hai đảng là nền tảng quan trọng, định hướng tổng thể, chiến lược cho quan hệ song phương. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sớm thăm Việt Nam trong năm nay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, đoàn đại biểu Đảng ta đã có cuộc tọa đàm với các chuyên gia, học giả, nhà lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn cũng đã đến thăm và làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ngày 11 tháng 7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác của Quốc hội đã tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chúc mừng, ghi nhận và biểu dương cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã cố gắng nỗ lực để khắc phục khó khăn thách thức và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị địa phương tập trung cụ thể hóa, triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp theo các mục tiêu đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra, đặc biệt là các nội dung đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận trong các cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh, khẩn trương hoàn thành và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết hồ sơ để doanh nghiệp có điều kiện sản xuất, kinh doanh, quyết liệt chỉ đạo, điều hành và có giải pháp đột phá để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công gắn liền với kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7 năm 1995, tức ngày 12 tháng 7 năm 1995 theo giờ Việt Nam, đã đi vào lịch sử quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ khi lãnh đạo hai nước lần lượt tuyên bố trước toàn thế giới bình thường hóa quan hệ ngoại giao hoàn toàn. 28 năm đầy thách thức và những người trong cuộc của hai bên cựu thù trước đây đã chiến thắng nỗi đau của chính mình để tìm tới trái tim của phía bên kia. Hành động đó cũng dũng cảm như vén mây giữa trời, như ông Joe Biden, khi còn làm phó tổng thống đã trích dẫn truyện Kiều để chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015. Đó là thực tế, không phải là lời hoa mỹ. Chia sẻ với phóng viên truyền hình nhân dân về người cha quá cố của mình, một cựu binh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam đã nhiều lần quay trở lại để chứng kiến đất nước này hòa bình và thịnh vượng. Ông Mark Knapper tự hào giờ đảm nhiệm vị trí đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tôi đã mạnh dạn hỏi đại sứ về cha của ông có kể câu chuyện nào về giá trị của hòa bình hay không. Giống như nhiều cựu binh trong cuộc chiến đó, cha tôi không thường hay nói nhiều về những gì ông đã trải qua, nhưng rõ ràng cuộc chiến đã ảnh hưởng sâu sắc đến ông. Ông rất muốn trở lại và nhìn thấy đất nước Việt Nam xinh đẹp này một lần nữa, hòa bình, thịnh vượng và thành công. Với Việt Nam, chúng ta đã cố gắng rất nhiều và những nỗ lực hòa giải được dẫn dắt bởi những người như cố thượng nghị sĩ John McCain và những người đã tham chiến tại đây. Vì vậy, giữa chúng ta, sau một cuộc xung đột, cần tìm cách hòa giải và tôn trọng sự hy sinh của mỗi bên.
Trong hơn 1/4 thế kỷ qua, Hoa Kỳ và Việt Nam đã vượt qua vết thương chiến tranh để xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực giáo dục, thương mại, y tế công cộng. Vào giữa tháng 5 năm 2022, khi thế giới bước đầu thở phào sau sự hoành hành của đại dịch COVID-19, cùng với các nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông, khi Hoa Kỳ và ASEAN cùng nhau kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ giữa khối này và nền kinh tế số 1 thế giới. Năm 2022, Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam là đối tác thương mại thứ 8 của Hoa Kỳ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Hoa Kỳ vào Việt Nam đạt 11,4 tỷ đô la và đứng thứ 11 trong số các nước có FDI vào Việt Nam. Trải qua 28 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện, những thành quả mà hai nước đạt được đã chỉ ra rằng hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là lựa chọn đúng đắn của Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là xu hướng tất yếu và hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước, thể hiện nỗ lực, quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước. Sáng ngày 10 tháng 7 tại Paris, Cộng hòa Pháp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Bộ Kinh tế Tài chính và Chủ quyền Công nghiệp và Số của Pháp. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong xây dựng chính sách tài chính xanh và hỗ trợ công tác quản lý tài chính công của Việt Nam dần tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Bộ trưởng đặc cách Công nghiệp Pháp Roland Lescure chia sẻ một số cải cách lớn trong triển khai ở Pháp. Trong đó có cải cách hưu trí nhằm duy trì tính bền vững của hệ thống hưu trí quốc gia và thu hút nhiều người tham gia lực lượng lao động để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông Roland Lescure cũng nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Cơ quan Liên bộ về Hợp tác Kỹ thuật, đoàn công tác của Bộ Tài chính và Cơ quan Phát triển Pháp đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác về tăng cường năng lực xây dựng chính sách tài chính xanh. Hai bên thống nhất cùng triển khai hợp tác trên các lĩnh vực, tăng cường năng lực phân tích và đánh giá chính sách thuế xanh, hỗ trợ hoàn thiện khung khổ pháp lý và tăng cường năng lực phát hành trái phiếu chính phủ xanh trên thị trường tài chính, tăng cường năng lực nghiên cứu, quản lý, sử dụng nguồn thu thị trường carbon. Tiếp theo chương trình, chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học. Phục hồi doanh nghiệp những tháng cuối năm cần quyết sách mạnh mẽ. Hôm nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. 54 người bị đưa ra xét xử về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hơn 100 luật sư tham gia bào chữa cho 54 bị cáo, 16 công ty và hàng chục người được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 33 người được triệu tập đến tòa với tư cách người làm chứng. 54 người bị đưa ra xét xử trong vụ chuyến bay giải cứu, bị xét xử về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hơn 100 luật sư tham gia bào chữa cho 54 bị cáo, 16 công ty và hàng chục người được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 33 người được triệu tập đến tòa với tư cách người làm chứng. Trong số 54 bị cáo, 21 bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ, 23 bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ, 4 bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 4 bị cáo bị truy tố về tội môi giới hối lộ, 1 bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một bị cáo bị truy tố về cả hai tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, cùng bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ, với khung truy tố có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, lợi dụng chủ trương chính phủ tổ chức chuyến bay giải cứu cho công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước khi dịch COVID bùng phát mạnh, một số cá nhân thuộc các bộ ngành được giao nhiệm vụ cấp phép chuyến bay, cách ly ở địa phương và một số cá nhân đại diện doanh nghiệp cùng một số đối tượng khác đã thực hiện hành vi phạm tội.
Cụ thể, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ hơn 164 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Có 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 24 tỷ đồng. Thưa quý vị, theo kế hoạch trong giai đoạn 2023-2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển khoảng 36 triệu mét vuông sàn nhà, tương ứng mỗi năm phát triển bình quân khoảng 12 triệu mét vuông sàn. Tuy nhiên, mục tiêu này đang gặp khó trong bối cảnh thị trường bất động sản còn trầm lắng. Kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến nay cho thấy tổng diện tích xây dựng mới đạt 15 triệu mét vuông, tương ứng khoảng hơn 30% chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025. Diện tích nhà ở bình quân đến tháng 6 năm 2023 mới đạt 21 mét vuông trên một người. Trong đó, nhà ở riêng lẻ do dân tự xây phát triển chiếm 35%, nhà ở xã hội chỉ chiếm 1,31%. Để đạt được chỉ tiêu 50 triệu mét vuông sàn nhà vào năm 2025, mỗi năm Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bình quân khoảng 12 triệu mét vuông sàn. Đây là con số chưa từng đạt được trong giai đoạn trước khi thị trường bất động sản phát triển vượt bậc. Do đó, kịch bản khả quan nhất là thành phố giữ mức phát triển nhà ở khoảng 9 triệu mét vuông trên một năm trong 3 năm còn lại. Khi đó, giai đoạn 2021-2025 dự báo thành phố sẽ phát triển khoảng 40 triệu mét vuông sàn nhà ở, tương ứng 80% chỉ tiêu đề ra. Thưa quý vị, khi nhìn vào bức tranh kinh tế, cần nhìn vào sức khỏe của doanh nghiệp. Đánh giá chung 6 tháng đầu năm, hàng nghìn doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, đứng trên bờ vực phá sản do không có đủ sức chống chịu trước những tác động tiêu cực từ thị trường. Đây là nội dung chính của Tâm điểm Kinh tế trưa nay. Mời quý vị cùng theo dõi. 100.000 doanh nghiệp đóng cửa trong 6 tháng đầu năm. Hơn 82% doanh nghiệp dự kiến sẽ giảm quy mô, tạm ngừng kinh doanh trong những tháng còn lại của năm. Sức khỏe của nhiều doanh nghiệp đang bị bào mòn trong bối cảnh nhu cầu thị trường trong nước và thế giới sụt giảm kéo dài. Thưa quý vị, thiếu đơn hàng trong nước và xuất khẩu, doanh thu giảm, khó tiếp cận vốn vay ưu đãi, nhiều ngành hàng đang phải đối mặt với khó khăn kép cả về tài chính, đơn hàng và thị trường. Trong bối cảnh đó, việc hỗ trợ nhanh, trúng và đúng sẽ là đòn bẩy giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khủng hoảng, vươn lên ở những tháng cuối năm. Là ngành chủ lực, vẫn mang về hàng chục tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế nhờ xuất khẩu. Song, trong 6 tháng đầu năm, ngành da giày dệt may lại đang nằm trong nhóm bị sụt giảm sâu về đơn hàng. Tình trạng thiếu đơn hàng, nó đã tác động tới cái thực trạng về xuất khẩu của ngành da giày. Cụ thể là 6 tháng thì cái mức độ giảm gần 15% đối với kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành chỉ khoảng hơn 11 tỷ. Thế và điều đó nó cũng ảnh hưởng tới kế hoạch của năm 2023. Số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường nó ở mức là khoảng 113.000. Trong khi đó cũng có 100.000 doanh nghiệp là phải rút lui khỏi thị trường, tức là tương ứng với tỷ lệ là khoảng 88%. Đây là cái tỷ lệ là tương đối cao. Kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, trong số các doanh nghiệp dự kiến còn hoạt động năm 2023, có hơn 71% doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm quy mô lao động từ 5% trở lên. Gần 30% doanh nghiệp dự kiến giảm doanh thu trên 50%. Trong bối cảnh khó khăn, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, khi có đến 84% doanh nghiệp đánh giá việc điều hành và hỗ trợ của chính quyền địa phương ở mức kém hiệu quả. Niềm tin của doanh nghiệp đối với kinh tế vĩ mô trong bối cảnh hiện nay là thấp. Mặc dù chúng ta cũng nhìn thấy là những cái chỉ đạo điều hành để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thì liên tục được đưa ra. Tuy nhiên là cái khâu mà có vấn đề nhất có lẽ nằm ở cái câu chuyện của thực thi, hoặc là thực thi chậm, hoặc là có những cái tình huống là rất nhiều những cái quy trình thủ tục của doanh nghiệp là doanh nghiệp có phản ánh là không biết là gửi hồ sơ lên đang nằm ở đâu, đến khâu nào và trong tình trạng chờ đợi. Tháng 6, doanh nghiệp đã có sự phục hồi đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nhìn tổng quan thì các doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn nội tại, cần thời gian để chính sách thẩm thấu và cần hơn nữa các giải pháp đủ mạnh giúp doanh nghiệp tiếp tục đà tăng ở những tháng cuối năm.
Và đặc biệt tôi thấy có một cái động thái liên quan đến việc chúng ta cần phải rà soát đánh giá lại về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, thậm chí chúng ta phải ban hành lại cái nghị quyết 02 về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh để mà tháo gỡ những khó khăn, đặc biệt là những khó khăn bên trong, và qua đó giúp các doanh nghiệp tự tin lại với thị trường, với môi trường kinh doanh của chúng ta, và qua đó thì các doanh nghiệp mới có thể là phục hồi và quay lại thị trường. Nhóm chính sách thứ nhất chính là liên quan đến chính sách tài khoá. Thì chúng ta về cơ bản tung gần hết cái dữ liệu chính sách tài khoá. Cái nhóm chính sách thứ hai chính là liên quan đến chính sách tiền tệ. Thì Việt Nam chúng ta cũng đã chủ động là một trong những cái nước đầu tiên giảm lãi suất. Và về ngân hàng nhà nước cũng đã giảm lãi suất điều hành 4 lần. Cái nhóm chính sách thứ ba rất quan trọng để tháo gỡ một số những cái vướng mắc trước mắt liên quan đến điện, cung ứng điện, liên quan đến gọi là thủ tục hành chính, liên quan đến vấn đề pháp lý cho thị trường vốn, thị trường bất động sản. Chúng ta đã đi qua nửa quãng đường của năm 2023, sức khỏe doanh nghiệp chưa được cải thiện. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế như kỳ vọng, cần thực thi mạnh mẽ những giải pháp hỗ trợ của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả để doanh nghiệp phục hồi, bứt phá trong những tháng cuối của năm 2023. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định số 1214 phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Mức hạ điểm của các trường trung bình từ 0,25 điểm đến 4 điểm. Riêng các trường trung học phổ thông Minh Quang và Bắc Lương Sơn được tuyển sinh toàn thành phố với những học sinh không trúng tuyển các nguyện vọng đã đăng ký và có điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung. Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 2 điểm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu việc tiếp nhận đối với các học sinh trúng tuyển bổ sung thực hiện theo hình thức trực tiếp tại các trường trung học phổ thông trong giờ hành chính từ 8 giờ ngày 11 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đang được triển khai tại các địa phương. Điều mà dư luận quan tâm đó là việc chấm thi làm sao bảo đảm tính chính xác, khách quan. Do vậy mà việc chấm thi tại các địa phương được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tránh hiện tượng là gian lận hay là nương nhẹ cho thí sinh địa phương mình. Điện thoại, tư trang của giáo viên được để lại ở bên ngoài trước khi vào khu vực chấm thi. Để thực hiện công tác chấm thi, những giáo viên có trình độ và kinh nghiệm đã được lựa chọn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An cũng đã tập huấn kỹ cho cán bộ về biểu điểm và thực hiện việc chấm thi chung. Thực hiện chấm chung đúng theo quy định để từ đó có đảm bảo cái sự thống nhất cao trong cái việc chấm bài của thí sinh. Và đối với những cái bài thì chúng tôi cũng là bố trí chấm kiểm tra. Thì theo quy định là chấm kiểm tra là ít nhất là 5% tổng số bài, nhưng chúng tôi là chấm khoảng 6-7%. Tại Tiền Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động 255 giáo viên tham gia chấm thi. Việc thành lập hội đồng chấm thi được thực hiện đúng các quy định theo quy chế thi. Cùng với đó, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ công tác chấm thi được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn, bảo mật theo đúng quy chế. Thứ nhất là chấm đúng theo tiến độ của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thứ hai là đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh, không để xảy ra trường hợp đó là một cán bộ chấm thì quá khắt khe và mà có cán bộ thì chấm là quá nới tay. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã triển khai các đoàn công tác kiểm tra công tác tổ chức chấm thi tại các địa phương. Bộ lưu ý công tác chấm thi phải thận trọng, chuyên nghiệp, phân công rõ nhiệm vụ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng cá nhân, từng khâu nhỏ nhất của công tác chấm thi phải được quan tâm và thực hiện đúng quy chế, bảo đảm sự công bằng. Hiểu đúng và đánh giá đúng thì cái điều này chúng tôi thấy là cái vấn đề công bằng, nhìn nhận đánh giá đúng 12 năm học của các em là dư luận xã hội, phụ huynh và các em đều rất là mong đợi. Vì đây không phải là chỉ có một cái để cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn là cái kết quả để xét cho các em vào các trường đại học.
Theo kế hoạch, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 18 tháng 7, từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 7. Tất cả các thí sinh sẽ thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sinh đại học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, thí sinh có 7 ngày, từ ngày 31 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 8 để nộp lệ phí xét tuyển. Tạp chí du lịch danh tiếng Wanderlust của Anh vừa bình chọn một số di sản ấn tượng nhất thế giới. Trong hơn 40 di sản được UNESCO công nhận ở Đông Nam Á, tạp chí này đã bình chọn ra một số di sản ấn tượng nhất thế giới. Và trong 3 cái tên của Việt Nam góp mặt có phố cổ Hội An. Hội An được du khách yêu thích bởi không gian cổ kính với hơn 1.000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ được gìn giữ gần như nguyên vẹn cùng ẩm thực đặc sắc và sự thân thiện, gần gũi từ cộng đồng cư dân địa phương. Phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía nam. Được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia và khoanh vùng bảo vệ từ năm 1985 và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.